bây giờ, that's why tôi mời anh Lầu Nguyễn, người từng giúp bao nhiêu gia đình Việt Nam mới qua, và người cũng từng làm việc nhà thờ một cách rất là tận tâm đắc lực. Cho nên tôi rất tự tin về cái vấn đề người Việt tới đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ tới nơi tới chốn, tìm công ăn việc làm cho người ta hòa nhập với xứ này. Đó là điều thiết thực vô cùng. Điều xin quý vị, tôi thông đó điều tôi thông qua. Quý vị thấy cái điều đó có hợp lý hay không? Và điều thứ năm, chúng tôi vận động người Mỹ gốc Việt tham gia bầu cử từ cấp thành phố liên bang để tạo nên tiếng nói chung của cộng đồng chúng ta. Chúng ta có cái tiếng nói lớn hơn, chứ không phải như bao nhiêu năm nay. Xin lỗi quý vị. Khuyến khích tuổi trẻ quan tâm nhiều hơn đến cái hoạt động chính trị cũng như tham gia vào chính trường Hoa Kỳ. Nói chính trường Hoa Kỳ thì xin lỗi, có một số các bạn nghĩ chính trường nó lớn quá, nhưng mà mình tham gia một cái nghị viên thành phố cũng là chính trường của Mỹ rồi, chứ không có phải là chúng ta làm một việc nhỏ dính tới cái government của USA là chính trường Hoa Kỳ rồi. Thì tất cả những buổi nào, những cái party nào mà ta có đông người là ta đều đưa cái chương trình đó ra. Có em nào, có cháu nào, có bạn nào đang nghĩ tới mình tham gia Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, hay là mình tham gia một cái gì để mình ra mình ứng cử hay không, thì chúng tôi biết được và chúng tôi sẽ vận động tất cả bà con support và phải đi vote cho người đó, để người đó có một bước đường chính trị tiếp bước vô vào cái chính quyền Hoa Kỳ. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu, chúng tôi liên hợp với tôn giáo để sinh hoạt phát triển cái văn hóa truyền thống của cộng đồng. Thì cái này, cái điều này nó cũng giống như cái điều thứ hai thôi, nhưng có một cái vấn đề là chúng ta chưa thực sự cử một cái người nào đại diện cái tiếng nói chính thức của cộng đồng để đi làm việc với mục sư, với linh mục, với trụ trì nhiều cái nhà chùa, để chúng ta kết hợp lại, chúng ta làm những cái điều thiện nguyện, làm những cái điều tốt lành cho cái cộng đồng chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Xin kính chào quý vị.